Tập 27. Tôi thấy phòng nghiên cứu không nên đi theo chủ nghĩa anh hùng đâu. Thành quả là của mọi người. Cũng như cô nói, rất nhiều nhà nghiên cứu để cố gắng vì kế hoạch nguồn. Vậy nên tôi không nghĩ rằng cô nên đi, ít nhất là trong giai đoạn này. Cậu Tô mà, nhờ cậu trông chừng thêm việc này. Nhân viên đối chiếu bên nước ngoài sẽ liên lạc với cậu sau. Giám đốc Hoàng, tôi thấy quyết định của ông có phải là nhanh chóng quá không? Cậu đang nghi ngờ tổng công ty sao? Còn nữa, đơn xin từ chức của Châu Tiểu Sơn chúng tôi đã nhận rồi. Có điều, tôi vẫn mong phía phòng nghiên cứu có thể đấu tranh thêm. Công ty đang lúc cần người. Chúng tôi yêu tiếc người tài, không muốn lãng phí một nhà nghiên cứu ưu tú như vậy. Chị Gia Ninh à, tại sao họ không cho chị tham gia hội nghị chứ? Cô nghe ai nói vậy? Không phải chị vừa tan họp xong, bây giờ các phòng thí nghiệm biết hết rồi. Họ làm như vậy là không công bằng. Chẳng có gì là công bằng hay là không cả. Tôi tôn trọng quyết định của công ty. Chị là người dẫn dắt dự án mà. Chị và Châu Tiểu Sơn là anh ta tự dưng chia tay từ chức. Còn có Trương Vũ và Lý Thường Nhiên, vốn dĩ là có ý với nhau rồi. Tại sao xảy ra chuyện lại nhắm vào một mình chị? Được rồi, cô ra ngoài trước đi. Tôi muốn yên tĩnh một lúc. Chú Chu, chị mau ra đây. Sao vậy? Có việc gì sao? Đơn từ chức của Châu Tiểu Sơn vốn dĩ là không gửi lên trên. Có phải là chị tố cáo với tổng công ty không? Cô nói gì tôi không hiểu. Không hiểu sao? Chị thích Châu Tiểu Sơn. Từ khi chị biết người ta hẹn hò với chị Gia Ninh thì chị đã mang lòng thù hận rồi. Cuối cùng chị cũng có cơ hội đúng không? Cô nói bậy bạ cái gì đó. Ai thích Châu Tiểu Sơn chứ? Đừng có giả vờ nữa. Ai có mắt cũng đều nhìn thấy. Chị lúc nào cũng ao ước được dính lấy người ta. Tạ Tiểu Tiếu à, chú ý ngôn từ của cô đi. Đừng để cậu Gia Ninh mang tiếng, không quản được cấp dưới. Cảm ơn cô nhắc nhở. Tôi sẽ dạy dỗ cấp dưới của mình tốt hơn. Đi thôi. Chị Gia Ninh à, sao phải sợ loại người này chứ? Tôi không sợ cô ta, nhưng mà phải nhớ, không phải ai cũng có tư cách làm đối thủ của cô đâu. Cậu Gia Ninh, cô nói ai vậy? Nói chị chứ ai? Chú Chu à, bỏ đi, đừng có giận mà. Khoe tài ăn nói có vui không? Chị à, chắc chắn là do Chu Chu tố cáo đó. Em chắc chắn luôn. Dù là ai tố cáo cũng không còn quan trọng nữa. Cô chửi thắng cô ta thì thay đổi được gì chứ? Có nhớ khi ba cô xảy ra chuyện tôi nói với cô thế nào không? Càng là lúc xa ngã thì càng phải làm tốt việc của mình nên làm. Đừng để người khác cười nhạo. Xin lỗi chị Gia Ninh, lúc nãy em bồng bột quá. Đừng nói xin lỗi. Tôi biết là cô chỉ bất bình thay cho tôi thôi. Tôi không sao hết. Nhớ khi mới về nước không có gì cả, chỉ có tai tiếng bị đuổi việc do học thuật không đoan chính. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Có cô, anh Tôn và có mọi người ủng hộ và tin tưởng tôi. Từng đó là đủ rồi. Bọn tôi sẽ mãi luôn ủng hộ và tin tưởng chị. Cảm ơn. Vào thôi. Chú Trà, vào đi, ăn cơm trước đã. Nếu phản ứng hoàn toàn nguyên liệu thô thứ cấp 21-19 và nguyên liệu thô sơ cấp 24 theo tỷ lệ nhất định ở một nhiệt độ và áp suất thích hợp,
thì chúng ta chỉ cần làm thêm phản ứng tuần hoàn đi tơ và khử một bước là có được kết quả số 1 cuối cùng. Như vậy bước phản ứng sẽ rút gọn xuống một nửa, cũng tránh được các nguyên liệu thô đắt tiền như là số 15 và số 13 trong quá trình tái sản xuất chất số 7. Vấn đề chất ô nhiễm cũng được giải quyết. Cho nên là tôi nhớ chúng ta từng thảo luận điểm quan trọng của cách này nằm ở một tỷ lệ nhất định nhiệt độ và áp suất cao. Vậy nên chúng ta mới phải nhập khẩu đồ chứa phản ứng chất lượng và mật độ cao từ nước ngoài. Nhưng giá của bể phản ứng này đắt hơn 10 lần so với đồ nội địa. Như vậy không chỉ là tăng chi phí mà tỷ lệ nhất định nhiệt độ và áp suất cao trong phản ứng này cũng chưa được ổn định. Làm sao cô chứng minh là nó khả thi được đây? Đầu tiên, bể phản ứng có lợi ích lâu dài. Mặc dù tăng chi phí trong thời gian ngắn, nhưng mà nếu nhìn xa hơn mà nói, các bước trong quy trình sẽ giảm đi một nửa, chi phí nhân lực và vật liệu giảm đi ít nhất 20%. Hơn nữa lưu trình ít, xác suất sai sót ít, chi phí tổn thất cũng giảm xuống ít nhất là 5%. Chi phí xử lý chất ô nhiễm cũng giảm xuống 10%. Nếu như vậy, tổng chi phí giảm xuống khoảng 35%. Mà các bể phản ứng dùng được ít nhất 10 năm. Tính bình quân chi phí tăng mỗi năm còn chưa đến 15%. Nếu tính tổng thể, tổng chi phí cũng đã giảm gần 1/5 rồi. Nhưng mà bước phản ứng quan trọng này thế nào mới được xem là tỷ lệ nhất định nhiệt độ áp suất thích hợp đây? Hơn nữa hiệu suất phản ứng này có ổn định hay không, cô còn chưa nắm chắc được mà. Trước đây còn không dám nói, nhưng mà vài ngày trước cuối cùng tôi cũng đã thử ra được tỷ lệ nhiệt độ và áp suất thích hợp rồi. Hiệu suất cũng có thể ổn định đến trên 95%. Trời ơi, tốt quá rồi. Được rồi, bây giờ chúng ta lập tức chuẩn bị thực nghiệm. Mọi người mau đi làm đi. Cầu Gia Ninh, cầu Gia Ninh, Gia Ninh à, anh làm cái gì vậy? Dừng tay, dừng tay, anh đẩy tôi làm gì chứ? Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra, bỏ tôi ra, bảo bỏ tôi ra, ra ngoài, cút ra ngoài đi. Dừng tay lại ngay. Mau cút ra ngoài đi. Biến đi chỗ khác. Dừng tay. Không sao, cứ giao cho tôi. Anh không sao chứ? Em đỡ anh vậy. Anh à, đã nửa tháng rồi, ngày nào anh cũng đi đánh bạc. Đánh đủ chưa? Anh không thể như vậy mãi được. Em cứ để anh đánh đi. Chỉ khi trên bàn cược, anh mới có cảm giác mình còn sống. Nếu cứ ở một mình, anh sợ sẽ mất đi động lực để sống tiếp. Anh à, chú Trà, hôm nay cháu đến xin chú một việc. Chú tha cho anh cháu đi. Tha cho cậu ta. Bây giờ anh cháu sống mà chẳng khác gì đã chết rồi. Chú tha cho nó thì ai tha cho chú đây? Giả lại, không phải bây giờ chú không tha cho nó, mà là nó không tha cho bản thân của mình. Nhưng bây giờ lòng anh con vốn không ở đây, chú có giữ lại cũng vô ích. Cháu nghĩ kỹ đi. Nếu chú tha cho nó thì cháu phải làm sao đây?
Chú cha sao đột nhiên lại hỏi như vậy? Chú tha cho nó thì chuyện của hai đứa mãi mãi là không thể. Cháu thích nó, cháu yêu nó đúng không? Anh ấy là của chị Hương Lan, cháu không dám vọng tưởng. Sao lại không dám? Nó có thể yêu cầu gia đình thì cũng có thể yêu người con gái khác. Mạc Lị à, cháu và nó mới là người của thế giới này. Giữ cho Tiểu Sơn lại đi, đừng vì sự đau khổ nhất thời của nó mà mềm lòng. Chờ khoảng thời gian này qua đi, Tiểu Sơn sẽ quay về là Tiểu Sơn mà cháu biết thôi. Cháu sợ anh ấy không qua nổi. Giả lại, để bồi dưỡng nó, chú đã tiêu tốn không ít tiền bạc, biết bao công sức đổ trên người của nó rồi. Món nợ này ai trả đây? Cháu sẽ trả nợ của anh ấy. Cháu trả sao? Tiểu Mặc Lị, cháu trả không nổi đâu. Chú Tra, cháu còn trẻ, cháu còn thời gian cả một đời làm trâu làm ngựa cho chú. Mời vào. Cô cậu à, tìm thấy cái này trong ký túc xá của Châu Tiểu Sơn. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nên giao cho cô. Vậy không còn gì nữa, tôi ra ngoài trước đây. Có chuyện gì không? Kết quả tổng hợp của phòng thí nghiệm sắp có rồi. Chị có muốn đi xem thử không? Đi. Anh Tôn. Chờ đã. Là vật may mắn. Cô cũng tin cái này sao? Anh Tô mà, thế nào rồi? Thành công chưa? Anh Tô mà. Mọi người tự xem đi. Có được hay không cũng nói một tiếng đi chứ. Mọi người nhanh lên đi, đến xem đi. Tôi không dám xem đâu. Tiêu rồi, tiêu rồi. Tiêu rồi. Chị Gia Ninh à, thí nghiệm của chúng ta thành công rồi, thành công rồi. Chúng ta thành công rồi, thành công rồi. Tuyệt quá, thành công rồi. Vật may mắn của chúng ta có tác dụng rồi. Gia Ninh à, cô mới chính là vật may mắn đó. Là sự kiên trì của cô khiến chúng tôi thấy được tia sáng thắng lợi. Là nỗ lực của tất cả chúng ta. Cảm ơn mọi người. Thành công rồi. Thành công rồi. Sao anh lại chạy tới đây vậy? Ra ngoài hít thở không khí thôi. Chúng ta đi ăn cơm đi. Đi thôi. Vậy đi lên lấy đồ đã. Lạnh lắm. Anh Thạch Đầu à,
Có phải bởi vì chị Giai Ninh không thể tham gia hội nghị mà anh không được vui không? Sao em biết? Em có một cách để chị ấy được đi. Vậy sao? Em nói thử nghe xem. Nhưng mà nếu chị ấy đi thì anh không thể đi được. Tham gia hội nghị khoa học vẫn là mơ ước của anh mà. Anh thực sự muốn một cơ hội tốt như vậy nhường cho người khác sao? Không đi được hội nghị khoa học, quả thật là anh sẽ buồn bã một thời gian. Nhưng mà em phải nghĩ thế này, là Giai Ninh gia nhập phòng thí nghiệm nên mới có được nhiều tiến triển. Biết bao lần cô ấy giúp cho phòng thí nghiệm khởi tử hồi sinh, cho nên tư cách tham gia hội nghị này vốn dĩ là thuộc về cô ấy mà. Anh có nhớ lúc trước em động tay vào thí nghiệm của chị ấy không? Sao em lại trẻ con như vậy chứ? Lúc đó em chỉ một lòng muốn diệt trừ tất cả đối thủ cạnh tranh với anh. Nhưng mà em lại quên, em làm như vậy lại là sự sỉ nhục với anh. Quả thật anh rất kiêu ngạo, nhưng mà anh lại càng quang minh lỗi lạc hơn. Cho nên xem ra thật sự có đôi lúc em vẫn không hiểu anh lắm. Không, em nói có cách giúp Giai Ninh tham dự hội nghị, chứng tỏ là em đã nghĩ tới việc này rồi. Cho nên là em vẫn hiểu anh. Tiêu Tiếu à, em thực sự trưởng thành rất là nhanh đó. Vậy em làm thêm một bài kiểm tra sinh tồn nha. Anh nói là em trưởng thành rất nhanh mà. Vậy anh thích em lúc trước hay là thích em bây giờ? Em nghe kỹ nha. Cho dù là em lúc trước hay là bây giờ, thì chỉ cần là em, anh đều thích. Cho nên là anh đủ tư cách rồi chứ? Miễn cưỡng cũng hợp lệ. Mau nói cách của em đi. Giai Ninh à, anh biết là anh không nhìn nhầm em à. Châu Tiểu Sơn, em làm được rồi. Anh biết em có thể làm được mà. Nhưng mà tại sao lúc em cần anh nhất, anh lại không ở bên cạnh em? Giai Ninh à, anh vẫn luôn ở đây, chưa từng rời khỏi. Châu Tiểu Sơn,
Tuần trước đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế để phê duyệt thử nghiệm lâm sàng. Dự kiến tuần sau chúng ta có thể nhận được. Sau đó sẽ khởi công triển khai hoàn toàn giai đoạn đầu tiên của thử nghiệm lâm sàng. Cậu Tôn, bên cậu trao đổi với hội nghị thế nào rồi? Giám đốc Hoàng, tôi có một chút chuyện đột xuất muốn báo cáo với ông. Thí nghiệm trên loài linh trưởng mà chúng tôi phụ trách đã giao hết cho một công ty ở Quảng Đông, cho nên tiếp theo tôi phải đi công tác ở Quảng Đông một chuyến. Thời gian vừa hay trùng khớp với ngày diễn ra hội nghị khoa học, cho nên là ý của cậu, hội nghị khoa học này cậu không đi được sao? Cậu Tôn, cậu suy nghĩ kỹ chưa? Tham dự hội nghị khoa học này đối với cậu mà nói là cơ hội để một lần thể hiện với cả thế giới. Bên phía Quảng Đông không để cho nhân viên của cậu đi được sao? Giám đốc Hoàng, thực ra trước khi báo cáo với ông thì tôi đã quyết định rồi. Tôi quyết định vẫn sẽ đến chỗ Quảng Đông, cho nên hội nghị khoa học này vẫn nên giao lại cho cô cậu. Thực ra trước khi ông Dương ngã bệnh, cô cậu cũng có tên trong danh sách đính kèm rồi. Hơn nữa cô ấy cũng từng nghiên cứu ở đó một thời gian nên khá thân thuộc. Tôi cảm thấy để cô ấy đi là sự lựa chọn thích hợp nhất. Vậy cứ làm theo ý cậu Tôn đi. Cô cậu à, mong lần này cô không phụ sự ủy thác của công ty. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Anh Tôn, Gia Ninh, bên phía Quảng Đông gấp gáp tới vậy sao? Từ bỏ cơ hội tốt như vậy, anh không thấy tiếc sao? Nếu tôi không nói như vậy, giám đốc Hoàng sẽ không đồng ý để cô đi đâu. Ngoài ông Dương ra, anh là người theo dự án này lâu nhất. Anh càng có tư cách hơn tôi để đứng trên sân khấu giới thiệu kế hoạch nguồn của chúng ta cho cả thế giới biết. Cô có biết tại sao ngay từ đầu tôi không thích những nhà nghiên cứu từ nước ngoài về như cô không? Bởi vì người ở nước ngoài về đều thích phát biểu luận văn xong. Thực ra là như thế này. Hồi tôi tốt nghiệp đại học đã có cơ hội giành được học bổng toàn phần đi du học Mỹ, nhưng mà tôi đã từ bỏ vì nhà quá nghèo. Học bổng có thể giải quyết được học phí của tôi, nhưng mà tiền sinh hoạt thì phải làm sao đây? Nhà tôi không đủ điều kiện. Vì vậy tôi chỉ biết nhìn những bạn học không bằng tôi đi du học, sau đó trở về, rồi dựa vào cái mác từng đi du học nước ngoài, tự dưng biến thành cấp trên của tôi ở trường đại học. Vậy cho nên tôi cảm thấy không cam tâm. Thế là tôi từ chức về làm cho ông Dương. Nhưng mà sự xuất hiện của cô đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Dạo này anh Tôn cứ khen tôi suốt là cô dùng hành động thực tế khiến tôi cảm thấy thành kiến đó của tôi là sai. Thực ra con người, bất kể là lai lịch hay là xuất thân, tôi cho rằng cái quyết định con người họ nhất định chính là hành động thực tế của họ. Dù có nói thế nào cũng cảm ơn anh Tôn. Bác sĩ có nói gì nữa không cô? Đối với ông Dương mà nói, có lẽ không có tin gì chính là tin tốt nhất rồi. Ông Dương, thí nghiệm lâm sàng của chúng ta đã xin thành công rồi. Ngày mai tôi sẽ tham dự hội nghị khoa học. Ông yên tâm đi, tôi nhất định không phụ sự kỳ vọng của ông. Gia Ninh, hội nghị khoa học ở nước ngoài lần này, suất của khoa anh đã để cho anh đi. Chúng ta lại có thể kề vai tác chiến rồi. Hoan nghênh anh gia nhập chiến đội kế hoạch nguồn của chúng tôi. Múi giờ bên đó lệch khoảng 3 tiếng đồng hồ so với bên này, nhưng mà tôi sẽ mở điện thoại suốt 24 giờ, nên có việc gì gấp lập tức gọi cho tôi. Thầy à, các anh đi mấy ngày vậy? Tạm định là 5 ngày. 5 ngày đó chỉ họp hội nghị thôi sao? Tiểu Tâm Tâm à, muốn kêu thầy cô mua đồ về, cứ nói thẳng ra đi. Đúng vậy, muốn đem gì về cứ nói thẳng ra, đừng có ấp mở nữa. Đúng là tôi muốn anh đem đồ về giúp tôi, nhưng mà không phải đem về, mà là đem đi. Không phải là hàng cấm đó chứ, không phải. Đưa nó cho Mặc Lị giúp tôi. Bên trong này là gì vậy? Nè, đây là bí mật của đám con gái chúng tôi đó. Anh đừng có nhìn trộm nha.
Không phải là hàng cấm đó chứ? Không phải mà. Thôi được rồi, miễn cưỡng mang giúp cô. Xin chào, tôi là cầu Gia Ninh đây. Tôi đã ra khỏi sân bay rồi. Anh đang ở đâu vậy? Xin chào, cô cầu, ở đây. Xin chào. Chào anh. Chào cô cầu, tôi là chuyên viên phụ trách tiếp đãi các cô tại hội nghị lần này. Tôi tên là Tưởng Quý Bạc. Chào anh, tôi là cầu Gia Ninh. Người này là bác sĩ Tần. Chào bác sĩ Tần. Hoan nghênh hai vị, để tôi xách giúp cô. Cảm ơn nha. Xin mời cô. Cảm ơn. Tới đây. Đi nào, cùng đi ăn cơm. Còn một chút thời gian nữa, hay chúng ta tới tòa thị chính thành phố đi. Được thôi. Đợi tôi một lát, tôi lấy túi đã. Chỗ này đông người thật đó. Hội trường ở đâu vậy? Ninh. Đã lâu không gặp rồi. Đã lâu không gặp giáo sư. Hai người quen nhau sao? Trước đây có quen. Chúng ta vào trong đi. Ninh. Sao vừa mới gặp mặt đã bỏ đi rồi? Chuyện này là sao? Ông ta muốn gây chuyện với em hả? Ông ta chính là giáo sư Harry. Trân trọng giới thiệu với mọi người, đây là cô Ninh, một nhân viên cũ xuất sắc của tôi. Nửa năm trước, sau khi nhảy việc khỏi chỗ của tôi, cô ấy liền đến phòng thí nghiệm của Dương Tề Thiên. Mặc dù cô ấy đã phản bội tôi, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy tự hào vì đã tạo nên một nhà nghiên cứu xuất sắc như vậy. Harry, tôi nghe nói là kế hoạch nguồn có chung hướng nghiên cứu với nghiên cứu của ông. Còn một điểm nữa thú vị hơn là từ sau khi Ninh sang bên đó, dự án của họ lập tức có bước tiến triển mang tính đột phá. Rất vui được nghe lời công nhận từ người thầy từng dạy tôi. Có lẽ mọi người không biết, thực ra giáo sư Harry ngoài dạy tôi kiến thức ra, điều quan trọng hơn cả là dạy tôi cách làm người. Đồng thời tự bản thân tôi cũng hiểu ra rằng nên làm người thế nào và không nên làm người thế nào. Giáo sư, tôi nên cảm ơn ông. Còn về hướng nghiên cứu, được như giáo sư Harry, tôi cảm thấy vô cùng vinh dự. 3 ngày sau, tại đây sẽ tổ chức buổi ra mắt toàn cầu của kế hoạch nguồn. Đến khi đó, cũng rất mong giáo sư Harry có mặt cùng chúng tôi chứng kiến giây phút trọng đại này. Hẹn gặp lại, nhất định phải đến đó. Cảm ơn. Gia Ninh à, thật không thể tin được. Anh có thể phỏng vấn em một chút không? Sao em có thể thành thạo nhiều ngoại ngữ tới vậy? Biết nhiều thì sẽ không áp lực. Mau nếm thử đi. Là gọi theo yêu cầu của anh đó. Súp nóng, không có phô mát. Thế nào? Gia Ninh, chặng đường này có em cùng đồng hành với anh, thật là may mắn quá. Anh lại hiểu biết thêm về con người em rồi. Anh nói quá lời rồi, khách sáo gì chứ.
John Lennon. Phải. Cô biết bài hát này sao? John Lennon 3 tuổi, bị bỏ rơi. Sau đó mẹ ông ấy không thể nào chăm sóc tốt cho ông ấy, liền đưa ông ấy đến nhà dì. Ca khúc Mom này đã được đưa vào album cá nhân đầu tay của ông ấy sau khi The Beatles tan rã. Cảm ơn. Cảm ơn ông. Khiến tôi nhớ đến cảm giác bị dứt bỏ. Một cô gái xinh đẹp như cô, sao lại có người nhẫn tâm bỏ rơi chứ? Tại sao không vào trong? Anh tới đây làm gì? Tại sao không dám đi tìm bà ấy? Buông tay ra. Buông ra. Bài hát khi nãy có phải là khiến em nhớ tới mẹ không? Gia Ninh, đã lâu vậy rồi, em vẫn không thể nào đối mặt được. Rốt cuộc là em muốn trốn tránh đến khi nào? Đi tìm bà ấy đi. Giải thích rõ ràng với bà ấy. Đừng để cho nỗi ám ảnh này ảnh hưởng em cả đời. Châu Tiểu Sơn, em muốn hỏi anh, bây giờ anh lấy thân phận là gì để nói những lời này với em? Vào trong với anh đi. Làm gì vậy? Buông ra. Buông ra đi. Không buông. Gia Ninh à, có một số người khi bỏ lỡ thì rất khó gặp lại nhau. Bên này Lily mà hai người muốn tìm, có phải là Lily Đào không? Phải. Vậy hai người là gì của bà ấy vậy? Tại sao bà ấy lại ở bộ phận dọn phòng? Lớn tuổi như vậy rồi, công việc tốt đều bị người trẻ tuổi làm hết. Ông chủ thấy bà ấy tội nghiệp, nên hỏi bà ấy có muốn làm công việc lao công không? Vậy bà ấy có sống tốt không? Lớn tuổi vậy rồi, chỉ kiếm miếng cơm ăn thôi. Bà Lily. Lily à, có người tìm bà. Mẹ sống tốt chứ? Không phải cô nhìn thấy rồi sao? Con muốn nghe đích thân mẹ nói. Mẹ, mẹ sống tốt chứ? Vừa nãy cô gọi tôi là gì? Mẹ. Có thể mẹ không biết, 6 năm trước khi con tới tìm mẹ là vào sinh nhật năm con 22 tuổi. Lúc đó mẹ không chịu nhận con. Con mất hết ý chí, thậm chí là có ý định muốn chết nữa. Con cho rằng mẹ là một người mẹ thật sự vô cùng thất bại. Lúc đó con rất hận mẹ. Nhưng mà bây giờ con cũng có một mối quan hệ mà có thể người khác nhìn vào sẽ cảm thấy rất kỳ lạ. Nên con đã hiểu cho mẹ rồi. Người mà con yêu, anh ấy có một lai lịch phức tạp, có gánh nặng trên vai. Thậm chí khi anh ấy chia tay với con, đã nói với con anh ấy không hề yêu con. Con chỉ là cái bóng của người khác mà thôi. Nhưng mà mẹ biết không, nếu cho con chọn lại một lần nữa thì con vẫn sẽ yêu anh ấy.
Bởi vì anh ấy đã làm cho con biết yêu một người là một chuyện rất tốt đẹp. Là thằng nhóc sau lưng cô sao? Nói thật lòng, lúc trước tôi đã làm rất nhiều chuyện mà mọi người không thể hiểu. Cho tới bây giờ, thật ra tôi cũng chẳng hối hận. Con biết, nếu cho mẹ lựa chọn lại, mẹ vẫn sẽ chọn ly hôn với ba và bỏ đi cùng người đàn ông không đáng tin đó. Tình mẫu tử chia ra rất nhiều loại, có săn sóc chu đáo, có nghiêm khắc khó khăn, còn mẹ là loại dũng cảm nhất. Cảm ơn mẹ đã truyền sự dũng cảm của mình cho con. Cũng cảm ơn mẹ đã đưa con đến thế giới này, giúp cho con biết nên yêu là như thế nào. Mẹ yên tâm đi, con sẽ sống tốt. Cho nên mẹ cứ dũng cảm theo đuổi cuộc sống mà mẹ muốn đi. Cho dù mẹ không ở bên cạnh con cũng mãi mãi là con gái của mẹ. Về đây một tháng rồi, ngày nào anh cũng nằm mơ thấy em, mơ thấy những khoảnh khắc chúng ta bên nhau. Gia Ninh à, anh nhớ em lắm, rất nhớ em. Châu Tử Sơn, em phát hiện hình như em không hiểu anh lắm. Người muốn chúng ta quen nhau là anh, người muốn chúng ta chia tay cũng là anh, người muốn từ chức cũng là anh, bây giờ người đến tìm em cũng lại là anh. Rốt cuộc anh muốn thế nào đây? Quay về lâu như vậy rồi, anh đã nghĩ thông một chuyện. Người anh yêu là em, là cầu Gia Ninh. Từ đầu đó là như vậy rồi. Nếu như câu này anh có thể nói sớm hơn một chút thì em nhất định sẽ rất vui. Mấy ngày trước, công nghệ tổng hợp mới đã nghiên cứu ra rồi. Em đã khóc, mọi người đều khóc. Em cho rằng em có thể đối mặt với rất nhiều vấn đề một cách lý tính như lúc trước. Nhưng mà kết quả, cái thứ tình yêu này nó khó khăn hơn bất cứ thí nghiệm nào trên thế giới. Anh có biết không, sau khi anh đi, em luôn nói không hận anh, em tôn trọng quyết định của anh. Nhưng mà thật ra em hận anh, quán trách anh, thậm chí thường xuyên nhớ tới anh. Nhưng khóc rồi, hận rồi, em lại phát hiện tình cảm này để trong tim vẫn tốt hơn. Nhưng mà anh vẫn còn yêu em. Anh không dám tưởng tượng những ngày không có em anh sẽ sống thế nào. Em có biết thời gian này anh sống đau khổ thế nào không? Em muốn để nó ở trong lòng, nhưng mà anh muốn mọi thứ có thể tiếp tục. Gia Ninh à, anh sai rồi, anh thực sự sai rồi. Em cho chúng ta một cơ hội được không? Có một số chuyện khi đã bỏ lỡ rồi
thì rất khó quay lại. Xin lỗi, xin hỏi cô, có phải là cô cậu không? Yes. Phải. Please. Xin mời.